mình có san gạt ở trên kia thì chỗ đất đấy thì cũng chỉ đủ để san xuống những cái hố này thôi. Cùng lắm là ra được đến đây. Không đơn giản tí nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hiện tại Khánh đang đứng ở cái chỗ đường cống thoát nước của lối giữa hai bên quả đồi, ở giữa là cái con đường liên huyện. Thì là từ cái cống này là xuống dưới kia tầm khoảng 50 mét nữa là vị trí cuối cùng của khu bản làng Việt Nam. Thì là vị trí là Khánh mua đất và đang làm thủ tục ấy, thì là đây. Từ cái vị trí này là chạy thẳng lên cái cọc sắt ở trên kia. Ở phía kia là cái cây bao bắp. Thì là ngày hôm nay là có thời gian thì là khi mà Khánh ở nhà đấy, Khánh đọc rất nhiều các comment bình luận của tất cả quý vị khán giả. Thì là hôm nay là Khánh muốn đứng ở đây để cho mọi người hình dung ra là cái khu đất này nó trũng như thế nào. Và những bình luận comment của quý vị khán giả thì hôm nay là cùng với sự phân tích của Huy Khánh thì là mọi người có những cái quan điểm hay cái ý tưởng như thế nào, thì là sau cái clip ngày hôm nay thì là mọi người cứ bình luận ở dưới comment để cho Huy Khánh là có thêm ý tưởng để hỗ trợ cho bà con làm sao mà san gạt cái khu đất đằng trước của làng Việt Nam này là cho nó đẹp nhất. Thì hiện tại là Khánh đang đứng ở cái khu trũng nhất này. Là chỗ này nó ngập đầu Khánh à. Khánh cao 1m6 mà để chiều cao đến cái đường kia là nó rơi vào tầm khoảng phải 1m8, 1m9 ấy. Mà từ vị trí, từ rìa đường mà ra đến đây, ra đến cái điểm cuối của cái quả đồi này thì nó rơi vào tầm khoảng 8m. Đây vị trí 8m đây. Nên là chỗ này là sẽ cần rất nhiều đất. Nên bây giờ là Khánh sẽ đi lên cái vị trí mà để nó bằng với cái đường kia. Để Khánh muốn quay chi tiết như thế này nè, để cho mọi người có thể hình dung rất là dễ dàng. Đây. Chỗ này. Chỗ này là sẽ là tương đối là bằng cái mặt đường ấy. Đây ạ. Thì nguyên cái khoảng này, nguyên cái khoảng này là đang vẫn là còn thiếu rất nhiều đất để đi được xuống đến cái chỗ vị trí chân đồi. Mà từ vị trí này là lên đến cái vị trí ở chỗ nhà Khánh xây kia nó rơi vào tầm khoảng 30m. Và từ đây ra đến kia nó 20m. Thì là nó tổng chiều này là 50m. Và cái đầu cổng của làng Việt Nam ấy thì đằng trên đấy nó rơi vào tầm khoảng trên 40m. Thì nó hơi bị chéo chéo một tí. Thì là có những quý vị khán giả là tư vấn cho Huy Khánh là có thể san cái khu đất làng Việt Nam này là thành 3 cấp hoặc 2 cấp. Thì là hôm nay là Khánh đứng ở đây. Thì là từ vị trí này chạy thẳng về dưới kia. Và từ vị trí này lên thẳng trên kia thì là cái khu sát cái nhà kia. Khu sát cái nhà của Khánh đang xây cho bà con ấy. Thì là Khánh sẽ chừa ra là tầm khoảng 8m. Là làm đường chạy xung quanh bản rồi. Còn đâu là khi mà Khánh đứng thực tế ở đây là Khánh phân tích ấy, thì là Khánh nghĩ là ở cái khu đất đằng trước này mình sẽ chia làm đôi. Bởi vì 8m mình trừ đường này, xong mình sẽ cho san gạt thấp xuống tầm khoảng 1m cho máy cuốc đào ấy. Xong là mình sẽ san gạt xuống dưới này 20m. Ra đến đây 20m. Xong là tiếp tục là mình sẽ san cái chỗ đất ở trên này, mình sẽ san xuống dưới đây. Vì cái vị trí ở chỗ này là nó bằng mặt đường đúng không ạ? Thì đoạn này mình có thể xuống cuốc xuống một tí nữa. Thì là mình lại san tiếp vào những cái chỗ trũng này. Vì khi mà Khánh bay flycam ấy thì mọi người không thể nhìn đến những cái chỗ trũng này được. Đây Khánh đi tận xuống dưới sâu để cho mọi người xem này. Đấy, rất là sâu luôn. Mà ra đến chân đồi nó vẫn còn thiếu này. Đấy. Mà từ vị trí này ra đến đây nó bị noe rồi này. Từ vị trí này ra đến đường kia là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 mét nữa cơ. 10 mét là không có đất này. Nên là Khánh có đi thực tế ở trên cái mảnh đất này, Khánh mới thấy rằng là mình có san gạt ở trên kia thì chỗ đất đấy thì cũng chỉ đủ để san xuống những cái hố này thôi. Cùng lắm là ra được đến đây. Thì ở đây là mình vẫn không có đất để mình san, bởi vì nó là một cái khoảng sâu rất là rộng. Đây Khánh đứng ở vị trí này thì là nó cao hơn kia một tí. Thì đây là 1m6 của chiều cao của Khánh là cũng bằng mặt đường luôn. Nên là quý vị khán giả có thể hình dung là như này là nó tốn quá nhiều đất đúng không ạ? Còn Khánh đi tiếp lên trên đằng này.
Nên là máy xúc là sẽ còn phải làm ở đây rất là nhiều buổi, chứ 1, 2, 3 buổi là không thể hoàn thành được. Đây bây giờ là Khánh lại đứng tiếp tục ở đây. Đây là cái con đường là Khánh cho bạn máy xúc là bạn làm tạm đây. Để chạy thẳng vào trong đây thì là Khánh sẽ đứng ở cái vị trí này. Đây là vị trí này. Vị trí này nó sẽ bằng với cái mặt đường. Thì mà quý vị khán giả cứ hình dung này, đằng này nó có hơn 40 mét, đằng kia hơn 50 mét. Thì là Khánh sẽ lấy vuông từ cái chỗ các nhà Khánh xây cho bà con này là trừ 8 mét thôi nhá. Xong là 20 mét là sẽ đến đây. Đây, 20 mét đến đây. Thì mình sẽ san phẳng xuống cái độ sâu 1 mét. Còn cái chỗ đường đấy là Khánh sẽ cho xoải xoải ra. Và chỗ đất này Khánh sẽ gạt hết xuống dưới đây. Thì quý vị khán giả có thể hình dung ạ, nguyên chỗ này đã thiếu đất rồi. Thì toàn bộ chỗ đất này là sẽ mình sẽ đùn xuống dưới đây đúng không ạ? Và đoạn này mình có thể cuốc đi được một tí thôi. Còn những chỗ này nó vẫn rất là trũng này. Đấy, chỗ này mình có thể cuốc đi được này. Thì mình sang đây thì nó vẫn có cái dãy. Nên là khi mà quý vị khán giả là bình luận ở dưới comment của Huy Khánh trong những video phát mấy ngày vừa qua đấy, thì là có người bảo Huy Khánh là lên chia mảnh đất này là 3 cấp. Có khán giả thì bảo là chia làm 2 cấp. Có khán giả thì bảo là để cái rãnh nước này, để một cái rãnh ở rìa đường này. Nhưng để rãnh ở rìa đường này thì là các xe sau này thì nó lại không đỗ đây được. Đấy. Nên đấy cũng là cái bài toán rất là khó với Khánh. Còn hôm trước là Khánh chỉ cho không có đất thì được Khánh cho bạn ấy gạt gọn gàng mới cả đùn một ít đất ra đây để cho nó có độ thoải đấy, để ví dụ xe nó vẫn đỗ được tạm thì là xe vẫn đỗ vào đây được. Còn đâu là cái bài toán đất này ở Angola đâu là nó khó, chứ nếu mà cái này mà ở Việt Nam thì là rất nhiều nhà làm nhà người ta cuốc đất đổ đi ấy, người ta tôn cát vào lền ấy, thì là bảo mọi người là đổ vào thì nó dễ không mà. Nhưng ở bên này cái bài toán là tìm được chỗ đất để cuốc thì cũng được thôi, nhưng lại không có máy xúc để cuốc. Sau này cái tiền mà thuê xe máy máy ca camel mà đi đổ đất đỏ vào đây thì là cũng cái chi phí mình thuê xe nó quá lớn đấy. Nên là Khánh muốn đi thực tế này là để cho mọi người có thể hình dung thực ra là cái đất của đằng trước của cái nàng Việt Nam là nó như thế nào. Chứ thực tế là mọi người nhìn trên không nhìn thấy này, nó mấp mô ấy. Còn đây ạ, Khánh muốn đi sát vào đây cho mọi người lại nhìn từ trên này xuống. Đây là vị trí là từ cái nhà kia ra đến đây được 8 mét. Thì cái chỗ diện tích này thì là nó cũng tương đối bằng phẳng ấy. Nó tương đối bằng phẳng. Còn đâu những cái chỗ hố này thì là mình san gạt ra thôi. Vì đây sau này nó sẽ là cái con đường bao bản. Đây, đường bao bản này thì mình chỉ được phép cuốc ở bên ngoài này thôi, hạ cấp xuống 1 mét như mọi người tham vấn cho Huy Khánh đấy. Còn đâu những cái hố này của bà con đóng gạch trước đây thì là mình lại phải tốn đất san gạt đây, mình nấp vào đây thôi, mình đùn những cái này vào đây. Xong còn đâu là còn đâu cái chiều này thì mình bắt đầu mới cho máy cuốc bỏ. Nên mọi người đứng ở đây nhìn xuống có thấy sâu không ạ? Rất là sâu luôn ạ. Nên kể cả mình có cuốc ở đây 1 mét thì mình chỉ đủ đất để mình san gạt ra đến cái chỗ chân đồi kia thôi. Nên là vẫn còn nguyên cái rãnh nước ở kia. Đâu là hôm nay là Khánh đứng ở đây được. Khánh tính là Khánh sẽ san gạt ở đây là 2 cấp thôi. Cả cấp đường là cấp thứ 3. Còn đâu là cái rãnh kia thì Khánh sẽ tính sau. Tạm thời ví dụ mà có đất thì là nếu mà san gạt là thời gian tới mà mượn được máy xúc ấy, mà tính được ấy, thì sẽ cố gắng là san lấy mấy chục mét ở cái đầu kia trước. Còn đầu này sâu thì đúng thực sự là phải để tương lai xem thế nào ấy, hay có điều kiện kinh tế không như nào thì Khánh mới tính được, chứ còn giờ thì cái này mình cũng chưa tính đến được. Bởi vì tốn nhiều đất quá. Nên là mọi người là khi mà Khánh quay thực tế thế này rồi, các bác cô chú anh chị mà có những cái ý tưởng như thế nào hay có cách gì hay hơn cái cách tính của Huy Khánh ấy, thì là mọi người cứ bình luận ở dưới comment, là Khánh sẽ đọc hết tất cả các comment của mọi người là để giúp cho bà con là có một cái nơi mà tương lai làm chợ cho nó đẹp và nó phẳng nhất có thể, và để nó thuận tiện giao thương ấy. Còn đâu là cái mùa mưa năm nay thì trước mắt là Khánh sẽ cho bà con là trồng ngô thôi.
Thì cái cấp cấp thứ hai này là nó sẽ cao hơn cấp này 1 mét. Mình giật 1 mét này, 1 mét này, xong còn đâu mình đuổi ra kia. Còn về đằng trên này thì là cũng là tương đối là phẳng rồi, chỉ còn chỗ này thì nó vẫn còn trũng, thì hôm nào là 20 mét nó ra đến đâu thì là Khánh sẽ cho san phẳng. Nên là máy xúc có 1, 2, 3 hôm thì là cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề đấy. Cần phải còn rất nhiều hôm nữa, bởi vì nếu chỉ có đi san như này thì nó rất là nhanh. Nhưng mọi người cứ hình dung ạ, nếu bây giờ mình muốn hạ cấp xuống 1 mét thì là đọc cái bạn ấy đi cuốc từ đây về đến đầu kia nó là mấy chục mét đấy, thì được cuốc sẽ rất là lâu. Chứ không đơn giản đâu. Mình nghĩ là nhanh ấy, mình nghĩ san là nhanh ấy, nhưng đất nó cứng ấy. Nó cứng rất là khó làm. Còn hôm nay xuống bản thì công trình dự án nước sạch ở trên kia thì Khánh đang cho các bạn thanh niên là đào sâu giếng mới đào xung quanh. Thì là Khánh bỏ chú về đây thì đã cắt tôn xong rồi để hai chú cháu là hôm nay là sẽ nộp cái mái nhà thứ 7. Còn đâu nào bà con thì vẫn đang là xây để cho nó bằng khẩu để chuẩn bị cho Khánh thu hồi. Bởi vì mình cũng mua vật liệu ở đây rồi để nhanh nhất có thể là mình có thể lập tôn. Mama con đi à? Từ bao nhiêu mà? Ô bà bù lì tù à? Su và ta vi á? Sì, é por isso mesmo que estamos a construir rápido, porque estamos a ver que a chuva já é demais, então vamos aproveitar mesmo. Thì xin cô về, ta cu đủ ra. Quý vị khán giả thì nhìn ở trên bầu trời ạ. Tối đen sầm. Thế này thì không cưỡng lại được rồi. Thôi rồi, ông trời thương là Khánh hoàn thiện xong 17 cái móng. Thì bây giờ thì mưa ngày nào cũng phải. Thì nào mình cũng ok thôi, vui vẻ thôi. Còn hôm nay là chú cháu với Khánh là sẽ lợp cái mái tôn này. Bố ấy xong hết chưa? Vâng. Không, mọi người cứ xây thôi. Thì là cần một hai hai người sang đây là để lợp với mình. Máy có cầm xuống đây rồi. Cứ từ giờ đến trưa là có một mái tôn đẹp. Thì là mọi người cùng theo dõi video ủng hộ với Khánh và bà con nhá. Bố cho bác giáo đi bơi. Xong một mái. Mà tên đây mình friend tí á. Ok. Quý vị khán giả nhìn có đẹp không ạ? Một lửa mái tôn ở ngôi nhà thứ 7 là Khánh với chú đó vừa xong bên này rồi, giờ bắt đầu chuyển giáo làm nốt bên này. Và ngày hôm nay là cái mái tôn ngôi nhà thứ 7 này thì là đây là món quà tặng của anh Lâm 119 ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì là thay mặt bà con trong bản thì là cho Huy Khánh gửi lời cảm ơn tới anh rất là nhiều. Và chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an và luôn luôn theo dõi và cổ vũ tinh thần team Huy Khánh và tất cả bà con trong bản. Cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Đây là cái gói tài trợ là hai mái tôn của anh Lâm. Từ giờ đến trưa là Khánh với chú sẽ hoàn thành hết cái ngôi nhà thứ 7 này. Rồi, ok. Được rồi, bắt chốt đi. À, bà đó sao mau ra? Bà đi tử á? Ôi, dì mà tin của con đi ra đi, mà tê sáp à? À, mai tao mới gốc ta? Sim, pode falar mais, vem visitar. Pode falar que é pela dia amanhã. Eu vou ver primeiro e levar depois. É. Ontem é vestido, leva a casa. Mas irmã gosta? Gostaram muito, muito obrigada. Esse vestido é vietnamita. Sim. Amiga vietnamita, mete muito bonita. Muito bonita. Você mete também grosso bonita. Pode falar amanhã mais, vi visita. Đem ở nhà. Ok. Mà tin ta ukubaru ta faze. Amanya. Ok.
Xin chào. Chào. Rất là vui luôn, quý vị các giáo đã nghe. Cô giáo bảo là ba ba về nhà kể chuyện sướng, đến bản thăm bản sướng. Thế là mẹ cô giáo lại muốn lên đây chơi để biết nơi con gái đang dạy học. Với cả gia đình nhà bạn ấy cũng rất thích là bộ áo dài của chị Hà đã tặng cô giáo. Còn tấm cuối cùng thôi. Sao xong rồi? Trôi luôn. Mấy con nữa thôi. Còn cuối cùng. Último à? Không đơn giản tí nào. Dạ, xong rồi. Giờ xuống cái máy kia. Ôi trời ơi, đời hết người. Khánh bắn xong rồi, mọi người nhìn có đẹp không ạ? Giờ Khánh bắn cái máy này nữa. Ok, tết đã tu bố. Hôm nay là tất cả bản là mọi người đều cố gắng hết. Bên này chú Si Cù mới cả Ma Đô Cù cũng xây gần xong rồi, còn cái đằng trước đó thôi. Mọi người thu bằng khẩu thì để cho nó khô, thì hôm sau thì Khánh sẽ cho thu hồi. Còn ở bên này thì là phải Dô Dê với cả Flavio phải sang đây làm với Khánh, với cả chú. Trước mùa mưa đó Khánh sẽ cố gắng làm sao mà đẩy nhanh tốc độ nhất để cố gắng lập cho bà con xong được mấy cái máy tôn. Đây còn cái máy bên này nữa. Bố ơi, giờ con đi bắn cái này thế là bố ấy đắp bò bên đấy luôn. Con bắn xong cái này là về đây đắp nốt cái bò này nào, nó xong luôn. Bây giờ là Khánh bắt đầu đã. Chú đắp cái đường bò này xong, mấy cái em Flavio là cắt được xong cái đường để cài tôn vào. Giờ bắt đầu Khánh bắn tôn. Vừa Khánh trèo lên giáo bị ngã quả giáo đau quá. Mày. Cái giáo này nó sọc sạch đâu. Làm xây dựng là phải rất là cẩn thận. Bắn tôn là Khánh cho bà con làm cố. Tí ăn muộn một tí cũng được. Mình làm xong rồi để ăn. Cái bắn tôn này mình không tính được trước việc. Nào bà. Khánh mà xuống sớm thì là mình xong sớm, nhưng xuống muộn quá. Thank you.
Cuối cùng đã sắp xong. Thánh mấy chú mấy bà con là cố. Ai run hết rồi. Cố cho nó xong. Cá bên kia cũng bằng khẩu đẹp luôn. Giờ cầm con vít nó run luôn. Mọi người cổ vũ nhá. À cảm ơn bà. Bà. Đây chú cũng đắp nốt cái đường bò này là xong rồi. Ui dồi ôi. Bà bà. Yên tâm rồi. Hoàn thành. À đường bò này còn đường bò trong này nữa. Marco. Buka tubo masaki ha. Si, tubo. Ada tubo. Mai um. Si, mete tu lanh si ma. 4 5, bữa là 4 5. Ui à. Ba ba. À si ra. Dù nét người. Đây là quý khán giả có thể xem ạ. Đây chú Sĩ Cú cũng còn trần nốt cái đoạn trên đó là cũng là bằng khẩu ngon lành luôn. Tất cả là bên mái chỗ mái chảy của bên nhà bếp với nhà vệ sinh. Tiếp tiếp vào đó. Đây quý vị khán giả có thể xem ạ. Tất cả các góc, tất cả bên ngoài là mọi người là xây thẳng đẹp luôn rồi. Thăng bằng. Khu đằng sau này nữa. Thế là Khánh đợi 1-2 hôm là nó khô là mình có thể là thu hồi thôi. Là lại tiếp tục là có mái nhà tiếp theo. Đấy cứ mỗi ngày xong công việc là Khánh đều phải đảo qua một lượt để xem là các công việc như thế nào, mọi người làm như nào. Sai chỗ nào là mình còn chỉnh sửa kịp thời bởi vì vữa nó vẫn còn ướt. Còn trên này thì là quý vị khán giả có thể nhìn lên trên ạ. Tất cả là hôm nay đã mái tôn cũng bắn xong hết rồi. Đường bò cũng đắp ngon lành xong hết rồi. Dạ các bác à. Bulito. Bulito. Nó còn sao rồi á? Muito cansado. Muito cansado. Hôm nay mọi người làm cố. Đều mệt hết rồi. Cansado. Nhưng các bạn thanh niên cũng rất là nhiệt tình. Khánh bảo là hôm nay thì tôi cố gắng. Trời sắp mưa rồi thì đã cái bên kia thì cho bằng khẩu luôn, chứ không để lại dở dương. Và bên này là Khánh cũng cố gắng là làm xong hết luôn. Giờ xong mới có thời gian này đi nhìn lại. Đây là mọi người có thể đứng ở cái góc này, mọi người có thể nhìn lên trên mái đó. Đây là cái ngôi nhà ba mái của bà con. Đường bò đắp xong rồi nhìn nó gọn gàng hẳn luôn. Bê gà bê nhá. Đây giờ chú là còn mấy các bạn đây là đắp nốt đường đường bò ở cái đường mái là xong luôn rồi. Còn các mama bây giờ đã tranh thủ nấu cơm. Đều cố gắng hết các mama để vận chuyển gạch cho tất cả các khu vực. May ông trời chưa mưa ngay là Khánh có thêm nhiều thời gian để hỗ trợ cho bà con để gọn gàng hết tất cả các gạch còn cũ. Đây còn cái gạch ở cái móng nhà này nữa. Thì là thôi mình cũng sẽ tranh thủ thời gian. Cái chỗ gạch này thì chỉ giải quyết là trong một hôm là gọn gàng hết thôi. Đây ở phía xa kia quý vị khán giả thì xem các mama đang ngồi nghỉ. Các mama xong gọn gàng hết rồi thì Khánh cho các mama lên đấy nghỉ trước. Còn ở đây thì là Khánh với chú mấy các bạn thanh niên là hoàn thiện sau. Xong lúc nào nghỉ lúc đấy. Thì là công việc ngày hôm nay thì Khánh với chú cũng hoàn thành cái mái tôn của anh Lâm 119 ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là tài trợ cho bà con. Mỗi một mái tôn là khi mà Khánh với chú bắn xong là đều có cái cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì thực sự là được nhận được sự hỗ trợ của tất cả các quý vị mạnh thường quân. Và đặc biệt ngày hôm nay là một trong hai mái tôn mà anh Lâm 119 ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho bà con, thì là Khánh đã hoàn thiện xong là một mái. Còn một mái nhà tiếp theo thì nhà này thì đợi thu hồi xong thì là Khánh sẽ bắn tiếp.
cái máy này của anh Đâm tài trợ nữa. Chú vừa xuống đến đây rồi thì là bây giờ thì là Khánh sẽ cho tất cả các bạn thanh niên với cả các ba là đi ăn cơm. Vì hôm nay là mọi người cố gắng làm rất là muộn, là chú cũng vừa xong. Giờ chú cháu rửa chân tay cũng nghỉ ngơi. Quý vị khán giả là ngày hôm nay để xem clip của Huy Khánh hoàn thiện mái tôn này, bằng khẩu này. Thì là quý vị thấy clip ngày hôm nay ý nghĩa, thì là cho Huy Khánh và tất cả bà con một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Bây giờ là Khánh cùng tất cả bà con là nghỉ ngơi. Công đi ra này. Xin chào. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá. Xin chào. Tất cả mọi người bây giờ đã run hết rồi. Mọi người cổ vũ anh em nhá. Xin chào.